Hoan nghênh lãnh đạo huyện Lý Sơn đã có tư duy mới, ý tưởng mới trong phát triển kinh tế xã hội để phát triển huyện đảo ngày càng lớn mạnh. Lãnh đạo huyện Lý Sơn phải thể hiện quyết tâm và kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tại buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ huyện ủy Lý Sơn. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lý Sơn, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đi thăm tặng quà cho lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đảo. Thăm và tặng quà cho các y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn. Kiểm tra công trình bờ kè kết hợp với đường cơ động tuần tra trên đảo. Tại buổi làm việc, Bí thư huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Minh Trí đã báo cáo sơ lược về tình hình kinh tế xã hội của huyện Lý Sơn trong 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển theo hướng phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt hơn 988 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản phát triển ổn định. Ngành dịch vụ du lịch dần phục hồi, đi vào ổn định. Lượng du khách đến Lý Sơn trong 6 tháng đầu năm đã tăng trở lại. Đã có gần 40.000 lượt khách đến đảo, tăng 349 lượt khách so với cùng kỳ. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lý Sơn kiến nghị Quốc hội xem xét Lý Sơn cũng như hệ thống đảo Tiền Tiêu không bị giới hạn vai trò, vị trí của một đơn vị hành chính cấp huyện thông thường. Kiến nghị Quốc hội có giải pháp hoàn thiện quy hoạch đảo Lý Sơn thành một trung tâm du lịch quốc gia, một thành phố biển đảo, không bị giới hạn bởi các tiêu chí thông thường về quy mô dân và diện tích. Nhất thiết phải có sân bay và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, vừa phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vừa phục vụ cho hoạt động giao thông hàng không, dân dụng và quân sự. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, vui mừng trước sự phát triển của huyện Lý Sơn. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đời sống kinh tế xã hội của người dân trên đảo ngày càng tốt hơn. Tuyến vận tải hành khách đường thủy từ đất liền ra đảo đảm bảo an toàn, chất lượng, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Thượng tướng Trần Quang Phương khâm phục sự nỗ lực vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo đã thực hiện đạt và hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu kinh tế trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Lý Sơn, đã phát huy thế mạnh kinh tế biển, khai thác tiềm năng về địa mạo, địa chất và giá trị văn hóa lịch sử để đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch quốc gia. Lý Sơn tuy là đảo nhỏ nhưng có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với đất nước. Do vậy, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo phải thể hiện quyết tâm, kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh. Một cái mà hết sức đáng mừng đó là cái động lại trong chúng tôi, đó là ý tưởng và tư duy phát triển cái chuyển đổi cơ cấu của các đồng chí là phù hợp. Cơ cấu kinh tế và ý tưởng phát triển Lý Sơn là phù hợp. Mà nếu ta cứ phải bám vào cái này, tiếp cận một phần rồi, nhưng mà kiên trì bám trụ và thuyết phục được, điều đấy mới là cái điều đáng quý. Và biến nó thành hiện thực mới là đáng quý. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cũng đồng tình với ý tưởng của lãnh đạo huyện Lý Sơn để phát triển Lý Sơn mạnh mẽ hơn trong tương lai. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của huyện để xem xét báo cáo với Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan có giải pháp nhằm phát triển huyện Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh.